Tiểu sử Thịnh Nhất Thần. Thịnh Nhất Thần sinh vào ngày 25 tháng 2 năm 2000, thường trú Bắc Kinh, Trung Quốc, nghề nghiệp diễn viên, hoạt động từ năm 2022. Một số bộ phim mà Thịnh Nhất Thần đã tham gia: Ngày Ta Gặp Nhau trong vai Trương Nhiều, Tề Diệu Xin Hãy Mỉm Cười trong vai Châu Diệp. Tề Diệu Xin Hãy Mỉm Cười ra mặt Lý Mộc Thần và Thịnh Nhất Thần đóng chính, câu chuyện về công việc và tình yêu của thế hệ 9X. Vào ngày 25 tháng 10, một bộ phim ngắn mang tên Tề Diệu Xin Hãy Mỉm Cười đã lên sóng trên Tencent Video. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên trẻ như Lý Mộc Thần và Thịnh Nhất Thần. Kể về câu chuyện của một nữ thanh niên lớn tuổi thế hệ 9X đang cải tổ công việc và tình yêu của mình. Đáng nói là quảng bá cho bộ phim này khá sơ sài đến mức thậm chí không có nổi 3 tấm poster tử tế. Tuy nhiên thì mọi người đừng vì sự đơn giản trong việc quảng bá mà bỏ lỡ một bộ phim ngắn khá thú vị. Sau khi xem xong 6 tập đầu tiên, tôi đã cảm nhận rằng bộ phim đã xây dựng rất tốt hình ảnh của nữ chính. Cô ấy thậm chí có thể đại diện cho nhiều thanh niên thế hệ 9X đang tìm cách cải tổ môi trường công việc của mình. Trong cảnh mở đầu, khi mà gần hết giờ làm, sếp lại đòi họp, điều này thật khó chịu. Tôi đoán tình huống này diễn ra ở nhiều công ty, lẽ ra công việc có thể hoàn thành hoặc là phân công trong giờ làm việc, nhưng lại phải chờ đến tan tầm thì mới tổ chức cuộc họp vô nghĩa. Nhiều người trong công ty dù rất ngán ngẩm nhưng cũng không dám phản đối. Trong bộ phim, nữ chính thế hệ 9X đã thẳng thắn từ chối. Cô tuyên bố sẽ về đúng giờ và nếu sếp sa thải cô vì điều này, cô sẽ kiện theo luật lao động. Các đồng nghiệp trong công ty đều thầm ngưỡng mộ nữ chính. Một số khán giả có thể cho rằng tính chất này không thực tế, rằng nhân viên làm sao dám làm như vậy. Tôi lại có quan điểm khác. Phim ảnh, đặc biệt là phim đô thị hiện đại, có vai trò dẫn dắt xu hướng. Nếu trong phim các nhân viên trẻ tuổi đều dám đứng lên như vậy thì trong thực tế môi trường công sở sẽ không còn nhiều người làm thêm giờ và không cần thiết nữa. Phim cần dám nói không trước, sau đó mới thắp sáng được cuộc sống. Tiếp theo, nữ chính đối mặt với áp lực từ họ hàng về chuyện kết hôn. Đã sắp 30 tuổi, các cô dì chú bác thúc giục liên tục. Trong tình huống này, nữ chính đã quyết định phản kháng lại. Cô nói rằng thầy bói bảo nếu cô kết hôn trước 40 tuổi có thể sẽ gây xui xẻo cho người thân. Chi tiết này thì có thể khiến cho nhiều khán giả khó chịu, cho rằng nữ chính thiếu lễ độ. Nhưng tôi lại rất thích thúc giục người khác kết hôn, đặc biệt là dưới danh nghĩa người thân, đã là một hành động thiếu tế nhị. Nếu họ hàng đã vô lễ thì nữ chính phản ứng lại như vậy cũng là điều dễ hiểu. Tiếp theo, nữ chính đã gặp phải một tổng giám đốc tuổi trẻ nhưng không bá đạo. Nam chính tuy là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhưng lại luôn bị cha mẹ điều khiển, thiếu chính kiến. Gặp nữ chính dứt khoát, nam chính đã nhanh chóng bị thu hút. Ví dụ, lần đầu nam chính gặp nữ chính, anh đã mang theo nhiệm vụ quay phim nhưng vì một cuộc gọi từ cha, anh lập tức rời đi. Lần thứ hai, nữ chính ngay lập tức dạy dỗ nam chính về việc tôn trọng thời gian của người khác. Nam chính sau đó đã cảm mến nữ chính. Trong một buổi hẹn, khi mà cha của nam chính lại gọi, nữ chính đã châm chọc rằng nam chính đúng là đứa con ngoan, hãy mau nghe điện thoại đi. Nam chính xấu hổ nhưng không dám từ chối nghe. Sau khi nghe thì anh cuối cùng cũng kiên quyết lần đầu tiên nói với cha rằng mình đã quyết định công việc và không thể thay đổi. Điểm thú vị của Tề Diệu Xin Hãy Mỉm Cười là nữ chính rất cá tính, đang cải tổ công việc, họ hàng và cả bạn trai của mình. Dù phim vẫn mang mô típ tổng tài không bá đạo yêu tôi, nhưng nữ chính không còn là cô gái ngây thơ yếu đuối mà đã trở nên mạnh mẽ và có lập trường rõ ràng. Tính cách cũng đã phản ánh phần nào đặc điểm của thế hệ 9X và 10X hiện nay. Ít nhất ở những tình huống cải tổ công việc và họ hàng, tôi đã phải vỗ tay tán thưởng. Nếu tôi có một cô cháu gái như vậy, tôi chắc chắn sẽ không dám thúc giục cô ấy kết hôn. Và nếu tôi có một nhân viên như vậy, tôi cũng sẽ hạn chế bắt họ làm thêm giờ. Vì vậy, tôi cảm thấy bộ phim ngắn này rất đáng được giới thiệu. Nếu ngoài đời có nhiều nhân viên như Tề Diệu, thì văn hóa làm thêm giờ mục nát sẽ sớm bị loại bỏ. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của phim ảnh vì nó thực sự có giá trị khai sáng cuộc sống.